Dạ, hai anh chị muốn mời hai bạn nhỏ nào mà gan dạ lên đây hai chị giao lưu. Hai chị lớn luôn hả? Dạ, ai cũng được luôn. Dạ, ai muốn lên thử mà chúng ta lên thử với cảm giác ạ. Dạ. Nè bà chị, nãy kinh lộn kinh sổ này, lên đi chị. Lên đi chị, lên đi cho mình kinh chút. Thôi, mấy bà mấy tư đi vô, anh chị mấy bà mấy tư được không? Trời ơi, làm sao người ta quay bà được? Có này là lò heo chính quay, chính hưng quay hai má, có chứ ai quay được hai má. Cho chú ơi, từ con còn nhỏ chứ à. Nên tôi không nghĩ hơn, chú 4 tuổi, một đứa 3 tuổi à. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay quý vị khán giả sẽ chứng kiến trực tiếp cảnh quay heo. Độc lạ Bình Dương, lò quay heo chắc hưng. Lò chứ quay không nổi đâu đúng không? Con dám không? Mà nhà cái chị kia dám thì chị bị gan còn sống, chị dám chứ em bị thấp khớp em không dám. Dạ các anh chị là mạnh dạng đứng đây chúng ta tiến lên mình chờ để giờ lùi với anh chị được mà. Dạ cho em hỏi là có ai không ạ? Dạ. Má hả? Má chơi luôn ha. Má lên má. Lên má. Lên má. Wow. Trời ơi, ghi sổ bà vào bà mẹ anh hùng luôn nè. Chú chào rồi, tôi thấy mà má dám trên đầu hơi nhiều nha. Má lên mà con má cản được rồi. Đang bị như vậy. Bị bệnh nền hả? Bà có bệnh tim không? Bởi thêm lần đi cho biết không sao. Không được đâu. Má ơi con, má không cho rồi. Bây giờ có số là 114 có biện sẵn. Chơi ngu quý vị, có bệnh nền mà vẫn chơi quý vị. Vỗ tay quý vị ơi. Ê quá nha ơi. À, cái này cho con can đi, tại vì á con biết chồng không được, má con lại má bắt luôn con má đi xuống, tại vì sức khỏe mình quan trọng nhất, tại vì cái trò rất nguy hiểm và anh chị cũng muốn nhất thương thôi, mình lớn quá chứ nghe bắt luôn con má ngồi dưới mắt coi con này bị sao vậy nè. Ủa không sao đâu, có lộn tiền bệnh xíu nữa thì con nằm cho nó lại thua lô tô thôi là tôi muốn kêu cấp cứu rồi đó. Rồi ok, ai à, có bé nào không? Anh Hanh lên, anh Hanh lên đi, anh Hanh lên đi. Không một em bé thôi, một em bé là gan gì là gan ơi, thì lớn không được chơi không? Không, em bé không phải bd cho nên bd đừng xung phong nữa. Dạ rồi, chắc khó đó. Bé ba đi, mượn bé ba được không? Ok, chị mượn bé ba đi rồi.